Khi người dân Mỹ buộc phải tự mình chèo chống do phản ứng yếu kém của FEMA trước siêu bão, nhiều người không khỏi tự hỏi phải chăng DEI là nguyên nhân. Chào mừng đến với chương trình Hoa Kỳ chưa tiết lộ, tôi là Chris Chabo. Mỹ đang liên tiếp phải đối mặt với các cơn bão. Đầu tiên là bão Helene và bây giờ là bão Milton. Bão Helene đã phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến nhiều người không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Điều này đã dẫn đến nhiều chỉ trích về cách FEMA, cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang, cứu trợ thảm họa kể từ khi bão Helene đổ bộ, và đặc biệt là về việc FEMA ưu tiên DEI, tức là đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Việc tập trung vào DEI thay vì năng lực đã bị chỉ trích vì gây ra nhiều vấn đề, từ việc khiến khoảng một nửa sinh viên y khoa của UCLA không đạt tiêu chuẩn năng lực y khoa cơ bản, đến việc làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người cảnh báo rằng sự ám ảnh của FEMA với DEI đang làm ảnh hưởng tương tự đến công tác cứu trợ thiên tai. Nhưng việc FEMA khi tập trung vào DEI có ý nghĩa như thế nào? Có ý nghĩa là họ sẽ ưu tiên các thảm họa liên quan đến các nhóm cộng đồng da màu nào? Vâng, giống như nhiều cơ quan chính phủ dưới thời chính quyền Biden, các quan chức FEMA đã đề cập cao vai trò của DEI, đặc biệt khi nói về sự bình đẳng. Ví dụ điển hình, kế hoạch chiến lược năm 2022 đến năm 2026 của FEMA lấy bình đẳng làm mục tiêu hàng đầu. Bạn có thể nghĩ rằng quản lý khẩn cấp mới là thứ đứng đầu danh sách đó. Và nếu bạn nghĩ vậy, thì bạn là một kẻ phân biệt chủng tộc. Chúng tôi đang đặt sự bình đẳng làm nền tảng cho quản lý khẩn cấp. Cùng nhau, chúng tôi sẽ tận dụng sức mạnh của sự đa dạng trong lực lượng lao động của mình, loại bỏ rào cản đối với các chiến dịch của chúng tôi, áp dụng phương pháp tiếp cận mới lấy con người làm trung tâm, và tìm kiếm những thay đổi nhằm đạt được kết quả công bằng. Tôi hiểu họ đang cố gắng đi theo hướng tiến bộ, nhưng tập trung vào màu da và nói những câu như tận dụng sức mạnh của sự đa dạng trong lực lượng lao động của chúng tôi. Nghe có vẻ là một cách nói hoa mỹ cho điều gì đó khác, phải không? Dẫn đầu nỗ lực về bình đẳng không ai khác chính là giám đốc FEMA, bà Diane Griswold. Bà ấy đã rất nhiệt tình nói về việc đặt bình đẳng làm trọng tâm trong hoạt động của cơ quan mình. Tôi có 3 mục tiêu, và bình đẳng là một trong số đó, để đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ quản lý khẩn cấp một cách công bằng là ưu tiên hàng đầu. Bà Griswold cũng cho biết chúng ta phải nhận ra rằng các thảm họa ảnh hưởng đến các cá nhân và cộng đồng theo cách khác nhau. Thật sao? Tôi không hề biết rằng thiên nhiên cũng phân biệt chủng tộc. Chúng ta nên bắt đầu gọi những cơn bão đó là Hurricane Kane. FEMA giải thích thêm rằng mỗi thảm họa xảy ra trong bối cảnh độc nhất của chính cộng đồng đó, dựa trên các đặc điểm địa lý, nhân khẩu học, chính trị, lịch sử và văn hóa của họ. Những bối cảnh đặc biệt này đòi hỏi các giải pháp được điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu riêng biệt của họ. Những cộng đồng nghèo khó hay những cộng đồng có bản dạng nhất định thường chịu ảnh hưởng bất tương xứng từ các thảm họa. Do đó, thảm họa làm trầm trọng thêm những bất công đã tồn tại trong xã hội. Nói cách khác, FEMA muốn loại bỏ sự chênh lệch về kết quả dựa trên bản dạng của nhóm, một mục tiêu cao cả, vì mưa bão thực sự ảnh hưởng đến một số nhóm người nhiều hơn những nhóm khác, chẳng hạn như những người nghèo hoặc những phù thủy xấu xa. Màu xanh lá cây có khiến người ta trở thành một người da màu không? Ý tưởng này cũng có một chút cơ sở. Các cộng đồng người da đen thường nghèo hơn, và nếu thảm họa xảy ra, họ sẽ có ít nguồn lực hơn để đối phó. Nhưng những gì FEMA đang nói đến không chỉ đơn thuần là xác định những nơi không có đủ nguồn lực để đối phó với thảm họa. Điều đó có thể thực sự hữu ích. Không, điều này còn liên quan đến việc ưu tiên một số nhóm người, chẳng hạn như những người không lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ chính của họ, cũng như những người thuộc cộng đồng LGBTQ. Về cơ bản, bất kỳ ai không phải là người da trắng nói tiếng Anh thì đều được. Vì tất cả chúng ta đều biết, điều duy nhất mà những người da trắng trong những ngôi nhà di động bị thiên nhiên tàn phá phải chịu là nhận được quá nhiều ưu đãi. Và không có gì ngạc nhiên khi FEMA suy nghĩ như vậy, vì họ đã huấn luyện nhân viên tin rằng chủ nghĩa thượng tôn da trắng đã ăn sâu vào gần như mọi hệ thống và thế chế ở Mỹ. Ngay cả hệ thống thời tiết cũng vậy. Những cơn bão tuyết là sức mạnh hủy diệt tối thượng của quyền lực trắng. Nhưng đó không phải là điều duy nhất đang làm dấy lên lo ngại. Nhiều người cũng lo lắng về việc nhân viên cứu trợ liên bang cho rằng FEMA đang chuyển từ việc giúp đỡ số lượng lớn nhất có thể sang tập trung vào những người mà họ coi là yếu thế. Sự thay đổi mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay là sự chuyển dịch trong quản lý khẩn cấp từ các nguyên tắc lợi vị, nơi mọi thứ được thiết kế để mang lại lợi ích lớn nhất cho số lượng lớn nhất, sang bình đẳng trong thảm họa. Chúng ta phải xem xét các chính sách và hiểu mức độ mà chúng đã gây bất lợi cho các cộng đồng có ít tài sản hơn.
Những cộng đồng vốn đã gặp khó trong việc tiếp nhận các biện pháp hỗ trợ khắc phục thảm họa. Tôi không dám tưởng tượng họ sẽ xử lý vấn đề xe còn như thế nào. Bạn sẽ cứu ai? Tôi đoán điều đó phụ thuộc vào bản dạng của người ta như thế nào. Nhưng khi nhiều khu vực của cả nước vẫn còn đang như thế này, khi một cơn bão khác lại đang tới, liệu việc FEMA tập trung vào DEI có khiến cho phản ứng của họ đối với thảm họa trở nên tồi tệ hơn không? Có thể lập luận rằng thời gian và tiền bạc có thể được sử dụng tốt hơn cho những việc khác, như sưu tầm các bộ muối lắc độc đáo, hoặc này, nghe tôi nói này, chi tiêu thời gian và tiền bạc cho các nỗ lực cứu trợ thiên tai thì sao? Nhưng thực lòng mà nói, rất khó để xác định DEI đã có tác động như thế nào đến các nỗ lực cứu trợ thiên tai. Hiện tại, mọi người dường như đang dựa vào những bình luận của các quan chức FEMA về việc thúc đẩy bình đẳng để đưa ra chỉ trích, nhưng không ai chỉ ra được bằng chứng rõ ràng nào, chứng minh rằng chính DEI đã làm mọi thứ tồi tệ hơn. Có câu nói xưa, đừng bao giờ gán ác ý cho điều mà có thể chỉ là sự bất tài, và khi nói đến các tổ chức chính phủ, có rất nhiều sự bất tài để mà bàn tới. Một số người chỉ ra rằng chính quyền liên bang nói không còn tiền để cứu trợ cho phần còn lại của mùa bão vì đã chi tiêu hết cho người nhập cư. Nhưng dường như một trong những vấn đề chính của FEMA chỉ đơn giản là quá chậm. Nhưng này, FEMA cũng đã chậm chạp trong việc phản ứng với bão Katrina vào năm 2005. Họ có một danh hiệu cần phải bảo vệ. Vì vậy, vấn đề có thể không phải là DEA, vấn đề có thể là chính phủ. Hãy so sánh nỗ lực của FEMA với những gì mà người dân Mỹ đã làm được, như các tình nguyện viên của chiến dịch cứu trợ Savage Freedom, các trực thăng tư nhân phối hợp để cứu trợ, những cựu chiến binh vận chuyển viện trợ, những người có ảnh hưởng như Robbie Starbuck đã kịp thời phân phát các bộ thu Starling, giúp cảnh sát và đội cứu hỏa địa phương kết nối mạng trở lại và huy động dân chúng để thu gom các vật liệu thiết yếu trong thời gian ngắn. Elon Musk cũng đã quyên tặng các bộ thu Starling và dịch vụ để cung cấp Internet cho các nạn nhân. Điều trớ trêu là vào năm 2022, Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC đã hủy bỏ một thỏa thuận với SpaceX để lắp đặt các bộ thu Starlink ở các thị trấn nông thôn trên toàn quốc. Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel biện minh rằng SpaceX không đáp ứng được yêu cầu cần thiết để đủ điều kiện nhận tiền. Sau đó, bà ta đã tuyên bố trong một hội nghị vào tháng trước rằng SpaceX đang nắm vị thế độc quyền và rằng Mỹ cần mời thêm nhiều công ty có khả năng làm được những gì SpaceX đang làm. Bạn biết đấy, rất nhiều những công ty nhỏ lẻ sản xuất tên lửa vũ trụ ngoài kia. Hệ quả của việc đó là FCC về cơ bản đã nói với người dân vùng nông thôn Mỹ rằng họ phải chờ đợi công nghệ như Starlink cho đến khi có đủ đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc thay, điều đó không mấy tốt đẹp đối với các thị trấn nông thôn bị ảnh hưởng bởi cơn bão Helene. Vì vậy, Musk đã phải tự mình gánh một phần chi phí. Không có gì ngạc nhiên khi Musk chỉ trích FCC, nói rằng nếu FCC không hủy bỏ bất hợp pháp việc trao thầu cho Starlink của SpaceX, có lẽ nó đã cứu được nhiều mạng sống ở Bắc Carolina. Ông này cũng cáo buộc rằng FCC đang tiến hành một cuộc chiến tranh pháp lý, tức là việc sử dụng hệ thống pháp lý một cách có chiến lược để đạt được các mục tiêu chính trị. Và không chỉ có Musk nói điều này, thậm chí có một số người trong chính phủ ủng hộ Musk. Ủy viên FCC Brandon Carr tin rằng các chính trị đảng phái là lý do tại sao FCC hủy bỏ trao thầu cho Internet Starlink. Dưới thời một tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, ít nhất 7 cơ quan Mỹ đã điều tra Musk. Chà, tôi không thể tưởng tượng tại sao ông ấy lại cáo buộc họ tiến hành chiến tranh pháp lý. Có quá nhiều nghi ngờ về việc chính trị hóa đến mức một ủy ban hạ viện Mỹ đang điều tra quyết định của FCC về việc từ chối Starlink gần 900 triệu đô la. Để tôi nhắc lại, những người trong chính phủ nghĩ rằng có thể có vấn đề chính trị hóa ở đây. Thật không ngờ tôi sẽ phải thốt ra câu đó. Bạn có biết bạn phải mờ ám thế nào mới từ chối người đàn ông giàu nhất hành tinh trở nên giàu có hơn không? Vì vậy, có lẽ sự đa dạng mà chúng ta thực sự cần để giúp người Mỹ trong thời điểm cần thiết là sự đa dạng đến từ chủ nghĩa tư bản thị trường tự do. Cảm ơn bạn đã xem Hoa Kỳ chưa tiết lộ. Và trước khi thuật toán của YouTube đề xuất bạn đến một video ngẫu nhiên nào đó và bạn đã bao giờ tự hỏi mình có phải là một NPC không? Hãy xem video mới nhất từ kênh gaming của tôi về bản làm lại Silent Hill 2 để biết thêm. Một lần nữa, tôi là Chris Chabot. Hẹn gặp lại.